bạn nào có nhu cầu mở liên quân hay free fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop bằng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Hello mọi người nha, mình là Kay đây. Mọi người ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm video mọi người ạ. Thì nãy Ly có nhắn tin cho mình á, Ly bảo là qua bên này chơi với Nhung mọi người ạ. Thì mình chợt nghĩ ra một cái ý tưởng là mình sẽ làm một cái video là chôn là Ly là mình có người yêu mới, xong đuổi Ly về mọi người ạ. Được của nó đấy. Đấy, mọi người biết đấy là ai không? Từ từ. What? Chị nói gì? Thế chị Ly, Ly chuẩn bị đến nhà đúng không? Ly nhắn tao xong chuẩn bị dụ mày đi chơi kiểu xong là định ra đây chơi đúng không? Ừ. Thì bây giờ tao nghĩ một cái ý tưởng là tao sẽ giả vờ là có người yêu xem đuổi Ly về đó. What the hell? Nhưng mà tao được gì? Có được kim cương không? Thì chôn tí rồi, không nào cho rồi. Thôi rồi, nể tình lắm ấy, nhưng mà nhớ cho chúng tôi nhé. Ok, chị đi lén rồi, từ từ. Ok, từ từ mày cầm điện thoại quay đi, mày nhớ ê, bảo, nhớ bảo nhá, từ từ nhá. Em vừa đi ỉa. Vừa em bị tê tê tê. Nhưng mà Thuận có người yêu rồi sao ấy? Thuận có người yêu rồi. Nhưng mà nó chia tay thì có người yêu chuyện gì? À thế à? Nhưng mà nó có người yêu có làm sao không? Người yêu nó chuẩn bị qua đây sao ấy? Qua đây á? Nani? Ừ thật. Thật, em vừa nghe thấy xong. Oh my god. Nhưng mà trời với em cơ. Nhưng mà có làm sao không? Làm sao thì sao cho người. Thì nó có người yêu rồi. Thì chị đến không biết có làm sao không? Chị mới yêu nó ở đây được. Bây giờ vào trong phòng nó không? Xem nó có nói gì không chị ơi. Đi vào thì vào. Để em quay rồi, chị đi, đi, đi vào trong phòng nó. Hello. Qua đây à? Hả? Ơ thì không qua đây, qua đâu, không cho người ta qua à? Qua chơi với Nhung à? Chị chả chẳng lẽ chơi với anh. Sao ngày qua đây thế? Ừ. Không cho qua à? Qua thì làm sao? Thì qua thì qua. Qua thì qua nhưng mà anh cũng định nói cái này nè. Anh có người yêu mới rồi thì em tí người yêu mới anh chuẩn bị qua đây á. Không anh qua đây người yêu mới em anh thấy thì có ghen sao? Suốt ngày qua đây anh tưởng hôm nay lại anh tưởng hôm nay không qua chứ. Thì bây giờ em thì bây giờ người anh có một à mày nhá mày nói không? Thì em nói thì đang nói anh trả lời. À. Thôi thì em về đi. Thì người yêu mới anh qua đây kiểu thì người yêu anh ghen nó kiểu gì sao? Thì anh tưởng hôm nay hôm qua thì anh tưởng người yêu mới anh qua. Thôi toàn. Thì ai biết thì thôi. Thì thôi em về đi, người yêu anh chuẩn bị đến rồi. Thì anh xin lỗi. Và mẹ thằng này khốn nạn thật. Thôi chị Ly ạ, chị đừng buồn nhá. Lần sau hai chị em mình hẹn nhau đi chơi. Buồn chứ không buồn đâu. Nhưng mà kiểu bị nó đuổi về, kiểu bị tự ái, kiểu ấy thôi chứ. Kiểu bị để bụng tí thôi chứ không buồn nữa. Chị đừng buồn nhá. Ok, bye bye. Bye bye. Chốt cửa thế nào? Vâng.
nói lại đi. Tội tội chứ kiểu gì ấy. Đi ơi. Đây, đây, đây. Đây. Ở đây. Ở đây. Anh đùa thôi. Vào đây. Thôi nhưng mà nói thế buồn à? Buồn à? Không, kiểu bị tự ái thôi, buồn. Thật ra anh Thuận ý, tại anh Thuận nó bảo em là chôn chị, bảo rằng thật ra anh có quá chuẩn luôn. Thì thật ra, à, thế buồn vì anh có người yêu mới à? Người ta buồn, không phải buồn, người ta tự ái vì bị anh đuổi về. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. À thế không phải buồn vì có người yêu mới. Hết yêu rồi thì em đã hết yêu. Ừ nhỉ. Tự nhiên đuổi về cũng kiểu như tức đúng không? Chứ có người yêu mới thì không sao. Chà, người ta quá chơi. Đuổi người ơi, thì anh chưa có người yêu mới đâu, anh vẫn nhung chôn á, xem như nào thôi. Vui. Chơi đi. Em muốn nhung chơi. Chơi đi. Mọi người ạ, không phải có người yêu mới là buồn đâu, nhưng mà mình đuổi về kiểu đấy, kiểu như là tức kiểu trong lòng ấy mọi người. Nên chắc không sao. Đấy, mặt buồn bây giờ là mặt cưng đấy. Thế thì kệ tao. Xin tương đúng không? Tao biết thừa nhá. Em trai, hiểu ý em thế. Ly cũng thế à? Đâu. Thôi bây giờ cho mỗi người 5.000 nếm cương, ok chưa? Ok. Nhưng mà cho Ly trước. Thôi rồi, nhớ tí cho tao nhá. Ừ. Ui mọi người ạ, Ly có nhiều kim cương quá. Ly có nhiều kim cương á. Trai tặng đây, nhưng mà chỉ tiêu hết. Ghê vậy luôn. Xong cho em mất công em. Xin thằng này, xin thằng này kẹt xỉ. Nó cho mỗi 5.000 kim cương. Kẹt xỉ gì? Cho em được chị cho. Bây giờ là đây, cho chị 5 chùa cả thôi. Cho Nhung với Ly mỗi người 5k kim cương đúng không? Bây giờ tặng cho Ly trước nhá. Thì coi như nấy là coi như là cái quà mà chôn đi. Chôn đi, ok chưa? Ok mọi người ơi, thì đây là shop của mình. Shop kerrygummy.vn mọi người ạ. Đó thì shop của mình nè. Ui, hôm nay là mùng 2 tháng 7 đúng không? Top nạp thẻ tháng 7 đó, có người nạp luôn rồi. Ui. Ok mọi người ơi, thì hôm nay là mình sẽ quay cái vòng quay vũ khí hủy diệt binh á, à, không. Vòng quay gì nhỉ? À vòng quay 9k đi mọi người, vòng quay 9k cho nó đỡ tốn tiền lại còn cơ hội nó ra cao nữa. Chỉ có 9k thôi có cơ hội nhận 9999 kim cương luôn, xong 7000 kim cương các kiểu luôn mọi người ạ. Thì shop của mình là shop kerrygummy.vn nhá. Đường link shop ở dưới phần mô tả, mọi người hãy vào. À, quay kim cương thử vật may nhé. Thì đấy muốn hôn người ta. Điền, người ta xem rõ cái kia. Ok mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ quay này. 90 kim cương. Ui, phát thứ hai ra 9999 kim cương luôn. Đấy mọi người thấy là xịn sò không? Nhưng mà chị em mình quen cảm giác. Ok mọi người ơi, thì bây giờ là mình sẽ rút kim cương cho Nhung thôi, nhầm Ly thôi mọi người ạ. Đó thì bây giờ là rút kim cương cho Ly bao nhiêu nhỉ? 5.000 kim cương đúng không? Ok. Cho 10.000 cho tròn, cho 5.000. Cho 5.000 là tốt rồi. Em thử xem ai cho không? Ê, sao không cho 7.000 cho nó tròn? Ok mọi người ơi, 2, 4, 6 này mình hơn cả 5.000 cương rồi. Ok bây giờ là chờ kim cương vào nick thôi mọi người ạ. A few minutes later. Ok mọi người ơi, thì kim cương đã vào nick rồi, thì bây giờ là quay nhá. Bây giờ Ly muốn đồ gì nào để anh quay cho. Này, đồ hôm trước ấy quay cho cái Nhung á, mà là mình có quay cái vòng quay Thăng Long này. Đó mình quay cái vòng quay Thăng Long này, mọi người bảo là anh ngu thế, sao ra cái long quyền gì mà anh không lấy. Lấy các kiểu của người ạ. Ui. Bao giờ anh khôn đâu. Ui hóa ra nó đẹp như thế này. Hôm nọ là mình không để ý không lấy chứ. Bây giờ anh quay cho Ly cái này nhá. Chỉ quay hết 5.000 kim cương không, còn 8.000 vẫn giữ nguyên cho em, ok chưa? Ok. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình sẽ quay cho Ly này. Đó. Ui ôi, ra một long quyền rồi. À không, ra một kia rồi. Hai. Ui ôi, hên vãi. Hai thẻ nữa thôi là được cái bộ long quyền luôn rồi.
nick của những con người trưởng thành nó phải thế. Rồi không ra nè, từ từ xem nào. Thế là hôm nay mình phải quyết định lấy. À, dạ. Mẹ tưởng ra chứ mọi người ạ. Tưởng ra cái mà điệp cái đấm đấm lắm. Tí nữa đến khoảng tầm 5k kim cương nó ra. Bây giờ còn cái cuối cùng nó không biết có ra không đây. Long quyền. Anh tin bây giờ em chạm nó phát ra luôn. Mẹ đen nói mọi người ạ. Ra này, ra long quyền này. Ra long quyền. Đấy, bây giờ lúc kiểu nhận mình cần ra thì nó không ra nhé. Thề luôn kiểu. Như vậy á, mèo mồi, câu mồi. Lúc mình không cần ra thì nó ra, lúc cần ra thì nó không ra đó. Ok, quay tiếp này. Quay nhất định quay cho Ly cái vòng quay này, anh giữ nguyên cho Ly 8000 kim cương nhá. 8000 kim cương vừa nãy của em có sẵn ý. Đúng rồi chứ. Đó. Rồi. À, ra. Ra. Tao quay rồi. Mồm mình không được xui lại đã bảo nick em hên. Tao quay chỉ có number one thôi. Number one thôi đúng không? Ừ. Chất vậy. Nhưng mà number one này giỡn rồi. Number two chỉ quay cho. Ra, ra. Ui dồi ôi, ra long quyền rồi, xít ra luôn. Ra này. Ra rồi. Thôi thế là không được bộ long cái tay long quyền ấy, cái đấy là đẹp nhất luôn. Bây giờ là còn là còn thừa kiểu dạng 2000 kim cương đúng không? Còn thừa 1000 kim cương nữa đúng không? Thì bây giờ cố quay ra cho Ly ra cái long quyền đi. Hôm nọ ra thì mình không lấy, ra hẳn 2 lần mình không lấy. Bây giờ thì mình lại tiếc. Các bạn comment thì mình mới biết đấy. Bây giờ là phải để ý xem mới được. Mọi người nhớ comment nhá, nếu mình sai cái gì mọi người comment để mình biết nhá. Hôm nọ tiếc cực kỳ tiếc luôn, xem lại comment của mọi người á. Mẹ thề luôn tiếc vai. Ok. Bây giờ tiếp tục này. Ra Long Quyền. Đen thôi, đỏ quên đi. Đen thôi. Chắc chắn là đen rồi. Không thấy là không được cái long quyền này. Nhìn rõ đẹp mà không được mọi người ạ. Cay vãi. Cái gì đẹp thì thường rất là khó với tới. Xem nào. Cái bộ được cái bộ long quyền cũng được rồi. Thôi thì mọi người chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu mọi người thấy hay mọi người đừng quên like chia sẻ giúp mình nha. Thì bây giờ tặng kim cương cho Nhung đó. Bye, tất cả mọi người.